Chất gây nghiện vốn luôn là vấn nạn mà cả xã hội ra sức bài trừ, nhưng ở đâu đó, nàng tiên nâu vẫn lẩn khuất và âm thầm hủy hoại những nạn nhân của nó. Và ngay cả Hollywood đầy hào quang cũng là nơi heroin, cocaine hay thuốc an thần được truyền tay. Xin chào và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Way to Weird Showbiz. Mai Thúy nói riêng và Chất Cấm nói chung từ lâu đã trở thành một trong những chủ đề nhạy cảm của giới sao. Nhưng dù có bị lảng tránh tới đâu thì cũng có không ít nghệ sĩ, dẫu chủ động hay bị động, vẫn đã và đang vướng vào cạm bẫy này. Trong số họ, có những người hoàn toàn đánh mất sự nghiệp, nhưng cũng có những cái tên đã hồi sinh đầy nghị lực, lấy lại hào quang sau cú ngáng chân của nàng tiên nâu. Vậy trong video này, hãy cùng Way to Weird điểm mặt những diễn viên đã từng thân tàn mà dại vì chất gây nghiện, để xem họ sẽ lại tỏa sáng hay mãi mãi bị chôn vùi trong bê bối đời tư nhé. Cùng bắt đầu ngay thôi nào, let's go! Chỉ một viên thuốc nhỏ thôi và bạn cảm thấy bản thân thật ngầu, thật vĩ đại, nhưng sự thật là bạn đã chết. Và đó là lời tâm sự của Jamie Lee Curtis về những tháng ngày bà sa vào chất cấm. Một khi đã rơi vào cái bẫy mà cô tiên nâu giăng ra, bạn sẽ hoàn toàn mất đi tất cả. Một cái chết từ bên trong đúng nghĩa, và chúng ta cũng chẳng thiếu gì những tấm gương để chứng thực cho quan điểm của Jamie. Lindsay Lohan, một gương mặt gây nhiều thất vọng nhất trong lứa diễn viên trẻ từ thập niên 2000. Được làng giải trí săn đón từ khi mới lên 3, cái tên Lilo đã trở thành mẫu nhí mà nhãn hàng nào cũng muốn mời chào. Để rồi 11 tuổi, Lindsay Lohan đã được Disney chú ý và chiêu mộ trong dự án The Parent Trap vào năm 1998. Ngay từ vai diễn điện ảnh đầu đời, nàng sao nhí đã một mình cân hai nhân vật Holly Parker và Annie James. Ngay lập tức, Lindsay chinh phục khán giả bằng ngoại hình xuất chúng, một vẻ đẹp ngây thơ thuần khiết nhưng vô cùng tinh anh và lanh lợi. Người hâm mộ không khỏi kỳ vọng đôi mắt xanh và nụ cười thanh tú của Lilo sẽ giúp cô ghi tên vào danh sách mỹ nhân tương lai. Màn chào sân của Lindsay Lohan đã trở thành bệ phóng lý tưởng, giúp cô được Disney và Hollywood trọng vọng. Liên tục ghi tên cho hàng loạt các tác phẩm tuổi teen như Get a Clue, Freaky Friday, Confessions of a Teenage Drama Queen và năm 2004, Lindsay vụt sáng trong Mean Girls, một trong những tác phẩm bất hủ của dòng phim học đường. Ở tuổi 18, gia tài phim ảnh của Lilo đã vô cùng đồ sộ, giúp cô được công chúng nhớ tới như một nữ hoàng tuổi teen. Quả thực, chẳng có công chúa Disney nào từng đạt được đỉnh cao của Lindsay Lohan. Thậm chí ở những năm 2000, bộ ba It Girls Paris Hilton, Britney Spears và Lindsay Lohan còn trở thành tượng đài danh vọng không thể cản phá. Thế nhưng, hào quang của họ mãi mãi vụt tắt ở tuổi đôi mươi, mà Lindsay Lohan lại là trường hợp gây tiếc nuối nhất. Đằng sau một ngôi sao trẻ triển vọng là một cô thiếu niên nay lưng cam chịu sự bới móc của truyền thông, bị đặt lên bàn cân với hàng loạt những đồng nghiệp cùng lứa. Từng đó sự soi xét dần hình thành áp lực trở nên hoàn hảo về mọi mặt trong Lindsay. Và rồi để giải tỏa cho chuỗi ngày bị dư luận chèn ép, cô nàng tìm đến những buổi tiệc tùng thâu đêm suốt sáng, những thói ăn chơi thiếu lành mạnh và đỉnh điểm là cocaine. Từ đây, những gì báo giới nhắc về Lindsay Lohan là những tai tiếng đáng quên như nghiện rượu, lái xe gây tai nạn, trộm nữ trang, bệnh ngôi sao, đỉnh điểm và sử dụng và tàng trữ mai thúy. Sự nghiệp của nàng sao trẻ dần đi vào ngõ cụt khi khả năng diễn xuất nghèo nàn của Lindsay vẫn mãi dậm chân tại chỗ cùng với thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp. Nhưng thay vì trau dồi chuyên môn, Lilo vẫn tiếp tục đốt tiền vào rượu chè và chất cấm. Và rồi khi tình trạng đã trở nên nghiêm trọng, nàng sao 8X bắt đầu nhăn mặt ở các trung tâm quản chế, trại giam và cơ sở cai nghiện, trông như gần như vắng bóng khỏi các phim trường. Sau năm 2013, Lindsay Lohan dần lu mờ trong Hollywood, giờ đây ở tuổi 37, khi đã yên bề gia thất với một cậu con trai, có lẽ thứ mà Lilo tiếc nuối nhất không phải danh tiếng chóng vánh mà là tuổi trẻ đã bị đánh mất trong những thị phi, áp lực và chất cấm. Nếu Lindsay tiêu tan sự nghiệp vì chất kích thích thì có một nghệ sĩ khác đã phải đánh đổi bằng cả cuộc đời. Ngày 22 tháng 1 năm 2008 có lẽ là một cột mốc đáng buồn với giới điện ảnh khi chứng kiến sự ra đi của huyền thoại Heath Ledger. Nhưng sự ra đi của anh quá đột ngột, trong khi ở đỉnh cao của sự nghiệp, có một mái ấm sau lưng và một tuyệt phẩm còn chưa được ra mắt. Không có quá nhiều thông tin lý giải cho sự qua đời của cố diễn viên, những gì chúng ta được biết chỉ là một nắm thuốc an thần, mà trong đó có cả những viên thuốc cấm không được phép kê đơn. Và để xoa dịu niềm tiếc thương và sự hiếu kỳ, dư luận bắt đầu tố cáo chính đứa con tinh thần được hít chăm chút mang tên Joker. The Dark Knight của Christopher Nolan là một hành trình căng thẳng và mệt mỏi, đặc biệt là phản diện Joker. Sự u tối và nặng nề ở gã hề điên đã thôi thúc Heath Ledger tham gia vào một lộ trình đầy ải mang tên Method Acting. Anh đã tự giam mình trong một căn phòng khách sạn, cô lập bản thân trong những lời thoại, những đầu chuyện của sự xuất hiện của Joker. Như một dao kèo với hoàng tử tội lỗi, Heath đã mang đến một phản diện mà chính bạn diễn của anh còn phải dùng mình, không biết đâu là Heath Ledger, đâu là Joker. Và để đánh đổi cho thành tựu vĩ đại đó, Heath dường như đã thỏa hiệp với chính Joker, hy sinh sức khỏe và tâm lý của bản thân. Để rồi khi Joker làm chủ cuộc chơi, ngay cả khi đóng máy, hắn đã lấy đi mạng sống của một thiên tài bằng những viên thuốc ngủ liều cao. Tuy nhiên, chúng ta đều là những người đứng ngoài thỏa thuận từ Heath và Joker. Chẳng ai biết nam tài tử đã phải trải qua những gì trước khi tìm tới thuốc cấm, đó chính là chứng mất ngủ.
Cary Grant, người bạn thân từng chung sống với Heath thời điểm anh thực hiện bộ phim cuối cùng, bộc bạch về những đêm cố diễn viên lang thang trong căn hộ. Khi được khuya trở lại giường, Heath đã trả lời rằng tôi không thể ngủ được. Và đây cũng là giai đoạn Heath đánh mất niềm vui trong cuộc sống. Anh nhớ nhung vợ con, chán nản nhưng cũng quá kỳ vọng vào tác phẩm được ra mắt vào mùa hè tiếp theo. Cơn thiếu ngủ hành hạ Heath biến chuỗi ngày của anh trên phim trường The Imaginarium of Dr. Parnassus cho đến kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần, buộc Heath phải dùng thuốc ngủ theo toa với 2 viên Ambien mỗi ngày để giúp anh nghỉ ngơi. Nhưng trong số 6 loại thuốc đã giết chết anh, khá nhiều trong số đó là những dược phẩm liều cao được sử dụng cho các trường hợp đặc biệt với liều lượng nhỏ. Chúng ta không thể biết được động cơ nào khiến Heath uống số thuốc ngủ ấy. Liệu anh có chủ đích tìm tới cái chết không, hay chỉ muốn làm dịu đi tinh thần đang ngày một suy nhược bằng một giấc ngủ? Chẳng có sự tụt dốc nào báo hiệu cho sự mất mát. Trong Joker cuồng loạn, chúng ta vẫn có một chàng bad boy si tình Patrick Verona trong 10 Things I Hate About You, chàng cowboy Ennis trong Brokeback Mountain, hay cậu con trai Sonny trong Unstoppable, khiến nỗi đau trước sự ra đi càng thêm xót xa cho những người ở lại. Một cái tên làm nên huyền thoại khác, nhưng ngắn ngủi hơn nhiều, đó chính là Macaulay Culkin. Thành công từ khi còn trẻ là điều mà diễn viên nào cũng ao ước, nhưng nó cũng đem lại không ít cám dỗ và hệ lụy tiêu cực, mà chắc hẳn Macaulay là người rõ nhất. Ghi dấu ấn đầu đời với vai Kevin McAllister trong bộ phim Giáng sinh bất hủ Home Alone khi mới 10 tuổi, Macaulay trở thành sao nhí được săn đón và tán dương bậc nhất Hollywood vào thập niên 90. Thậm chí tới tận bây giờ, khi nhắc tới phim Giáng sinh, khán giả xem mặc định nghĩ tới Home Alone. Nhờ bước lấy đà tiềm năng ấy, Macaulay Culkin trở thành sao nhí đầu tiên trong lịch sử điện ảnh sở hữu mức thù lao lên đến $1,000,000 cho mỗi phần phim. Tiếp nối nghiệp diễn đầy triển vọng, anh ghi tên vào các dự án tuổi teen như My Girl, The Good Son, Home Alone phần 2, Lost in New York. Nhưng đến năm 14 tuổi, Macaulay Culkin đã đóng 15 bộ phim trong vòng 7 năm, bị vắt kiệt trên trường quay dưới sự lạm dụng sức lao động của người cha kiêm quản lý. Dường như anh đã mất dần năng lượng, nam diễn viên quyết định tạm nghỉ diễn. Và từ đây, dư luận dần chứng kiến hàng loạt bê bối của ngôi sao trẻ, từ việc báo án vì bị bố yêu cầu dọn phòng cho tới qua đêm với bạn gái lớn hơn tuổi trong khách sạn. Và tất cả đều diễn ra khi Macaulay mới chỉ 15 tuổi. Tiền bạc và danh tiếng đến quá sớm đã tạo điều kiện để anh rơi vào lối sống phóng túng và buông thả. Đã rồi khi tới quyết định kết hôn và ly hôn chỉ trong vòng 2 năm với diễn viên Rachel Minor, mới 19 tuổi nhưng đã trải qua một cuộc hôn nhân và vô số cuộc tình chóng vánh. Và khi quay lại màn ảnh vào đầu những năm 2000, phong độ của cậu diễn viên tài năng một thời đã hoàn toàn bị đánh mất. Thay vào đó là các tác phẩm bị đánh giá thấp như Party Monster hay Sex and Breakfast. Nhưng thay vì đầu tư vào diễn xuất, Macaulay lại tìm tới những thú vui trụy lạc như thuốc lá và cần sa, đến nỗi phải thụ án treo 3 năm, trượt dài trên những thất bại và gần như mất hút trên bản đồ Hollywood trong hơn một thập kỷ. Từ một cậu nhóc được cả thế giới săn đón, Macaulay xuất hiện trở lại với dáng vẻ bệ rạc và xuống sắc khi mới ngoài 30. Công chúng đều cho rằng sự nghiệp của anh đã hoàn toàn tiêu tán, nhưng sau một lần đương đầu với cái chết, truyền thông lại một lần nữa chứng kiến màn lột xác của Macaulay. Thời điểm năm 2014, trông anh đã có sức sống và gọn gàng hơn rất nhiều. Tới năm 2018, Macaulay Culkin thông báo hẹn hò với Brenda Song, nàng Ricky London Tipton nổi danh một thời, cũng như đón cậu con trai đầu lòng 3 năm sau đó. Giờ đây, chàng diễn viên beta ngày nào đã trở thành một người cha của 2 cậu nhóc và hơn hết là một người chồng mẫu mực ân cần. Dù để tuột mất đỉnh cao trong sự nghiệp, nhưng ít nhất Macaulay đã nhận thức được hệ quả từ cần sa và chất kích thích mang tới cho cuộc sống của mình, nghị lực buông bỏ để tìm lại hào quang. Dù gần như không thể chạm tới danh vọng đã từng có, nhưng vào năm 2020, Macaulay Culkin đã gây tiếng vang với vai chính Mickey trong phần thứ 10 của series American Horror Story Double Feature. Hy vọng trong tương lai, khán giả sẽ được thấy anh xuất hiện nhiều hơn với các dự án chất lượng. Ngoài những vết trũng không thể lấp đầy, giới giải trí cũng không có ít những nghị lực vươn lên phi thường sau sự tàn phá của chất kích thích. Đáng ngưỡng mộ là sự nghiệp của họ còn nảy nở hơn rất nhiều. Người sắt Robert Downey Jr. có lẽ là một trong những tấm gương hồi sinh sau cai nghiện đắt giá nhất mỗi khi nhắc tới vấn nạn này. Không giống các trường hợp kể trên, Robert đã dính tới chất cấm ngay trước khi bắt đầu theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, nhưng phụ huynh của chú có lối sống khá phóng khoáng, khiến Robert sớm bỏ học và sa ngã vào marijuana ngay từ khi 18 tuổi. Và đáng buồn thay, người khơi mào cho thú vui tiêu cực này lại chính là người cha của Robert. Nhưng cũng chính nhờ người cha, chú cũng được dẫn lối tới phim trường. Và bước ngoặt bắt đầu khi Robert nhận đề cử Oscar cho vai phụ trong phim Chaplin năm 1992. Nhưng thành công đầu đời ấy lại rẽ sang một hướng cực đoan hơn rất nhiều, khiến chàng diễn viên trẻ càng lún sâu vào con đường nghiện ngập. Cho đến năm 1996, Robert Downey Jr. bị bắt vì hành vi tàng trữ trái phép heroin, cocaine và vũ khí, kéo theo đó là chuỗi ngày điều trị và quản chế, các bê bối gây rối và mất kiểm soát. Nhưng cứ thụ án xong thì Robert lại tái phạm, thậm chí còn đôi lần không hợp tác trong quá trình xét nghiệm. Sai lầm chồng chất khiến sự nghiệp của chàng diễn viên trẻ dần lụi tàn, bị hàng loạt các nhà sản xuất hủy hợp đồng, cắt vai, mất đi cơ hội tham gia những tác phẩm ăn khách và đỉnh điểm là sự buông tay của người vợ Deborah Falconer khi cô quyết định ly hôn và rời đi cùng cậu con trai Idino Falconer Downey. Cuộc sống của Robert khi ấy đã hoàn toàn sụp đổ, đứng giữa tổn thất tưởng chừng như không thể phục hồi, Robert Downey Jr. đã có một quyết định đầy nghị lực làm lại tất cả từ con số 0.
Bắt đầu bằng các tác phẩm nhỏ và gặp được nhà sản xuất bộ phim Gothica, Susan Levin, người phụ nữ đã cứu rỗi chuỗi ngày tăm tối của nam tài tử. Susan từng là cô gái khá khó tính nhưng đã khiến Robert trùng tiếng sét ái tình, quyết tâm gây dựng lại sự nghiệp cũng như tìm thấy được tình yêu của đời mình đã giúp Robert Downey Jr. có động lực thay đổi bản thân. Hơn nữa, Susan dù đồng ý hẹn hò với Robert nhưng chỉ khi chú đã cai nghiện dứt điểm, cô mới chấp nhận về chung một nhà. Nếu chỉ cần một bước chân chú quay lại con đường cũ, Susan sẽ rời đi ngay lập tức. Và Robert Downey Jr. và Susan Levin đã ở bên nhau 18 năm, chẳng bao giờ xa nhau quá 2 tuần, minh chứng cho kết quả cai nghiện của Robert. Không chỉ tìm được hạnh phúc đích thực, Robert còn vun đắp lại sự nghiệp đã sụp đổ với hàng loạt các tác phẩm được công chúng lẫn giới chuyên môn khen ngợi như Sherlock Holmes, The Judge hay Oppenheimer. Nhưng vai diễn đã làm nên thương hiệu của Robert chắc chắn phải là Tony Stark, người sắp nổi đình nổi đám của vũ trụ MCU. Khi nhắc đến Angelina Jolie, chúng ta thường nhớ tới một đại minh tinh quyến rũ bậc nhất showbiz, một nghệ sĩ đa nhiệm và một bà mẹ kiên cường. Thế nhưng quá khứ nổi loạn và đầy tổn thương của cô lại ít được biết đến. Tuy vậy, nó cũng phần nào định nghĩa lên một nữ diễn viên từng trải và nhiệt huyết. Angelina Jolie cũng có xuất thân con nhà nòi với người bố là nam tài tử Jonathan Vincent John Ford. Tưởng chừng như lộ trình danh vọng của cô đã được định sẵn, tuy nhiên thời kỳ nổi loạn của Angelina đã bắt đầu từ những năm trung học. Cha mẹ ly hôn từ khi chưa đầy 1 tuổi, trưởng thành trong hoàn cảnh thiếu thốn tình cảm gia đình, cộng thêm sự cô lập ở trường học, tất cả những vết sẹo thời niên thiếu đã hình thành nên một cá tính nông nổi của Angelina. Cô chỉ mặc trang phục đen, bỏ học diễn xuất để theo đuổi công việc mai táng, tham gia cả những khóa học dạy chôn cất, cực đoan hơn cả là sử dụng cả mai thúy đá, thậm chí còn lên kế hoạch thuê sát thủ để giết chính mình. Cộng thêm với áp lực nổi tiếng khi mới 18 đôi mươi, ngay ở tuổi 24, Angelina Jolie đã phải tới bệnh viện tâm thần UCLA Medical Center trong vòng 24 giờ để điều trị tâm lý. Khoảng thời gian này, khán giả thấy một Angelina tiều tụy vô hồn và thiếu sức sống, nhưng sau thành công của Lara Croft, cô dần tìm lại bản thân, từ bỏ chất cấm và đi tới một quyết định cao cả, nhận nuôi Ravi Bor, hay chính là cậu con trai Maddox Sivan Jolie. Angelina đã từng buông thả và không trân trọng bản thân, và rồi Maddox xuất hiện, nhắc nhở cô về bổn phận làm mẹ và trách nhiệm tương lai của cả hai. Nhờ có cậu con nuôi ấy, Angelina Jolie đã thức tỉnh để trở thành nữ minh tinh quyền lực bậc nhất Hollywood. Chất gây nghiện và chất kích thích chưa bao giờ là đề tài đáng được cổ suý trong làng giải trí hay bất kỳ cộng đồng nào, thế nhưng vẫn có những celeb đã và đang phải gồng gánh những hệ lụy khôn lường chúng để lại. Có những người từng bước tìm lại hào quang nhưng cũng chẳng thiếu những trường hợp lụn bại cả sự nghiệp. Trên đây chỉ là một trong vô số các sao từng vướng vào chất cấm. Vậy bạn nghĩ sao về thực trạng này? Hãy chia sẻ cho Way to Weird biết nha. Cảm ơn bạn đã dành thời gian cho video này. Xin chào và hẹn gặp lại. Way to Weird out.